Các bạn đã biết đếm đúng cách từ 10 cho đến 90 chưa? Khi mà học sơ cấp thì chúng mình chỉ cần nhớ thôi, còn học càng lên cao thì chúng mình sẽ để ý xem là mình phát âm nó có đúng như là người bản xứ hay không. Thì dạo gần đây mình đang bước vào cái giai đoạn đó là để ý từ những cái điều nhỏ nhất xem là mình phát âm có đúng hay không. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng động tới cái việc phát âm về số đếm trong tiếng Nhật. Có một cái quy tắc bất dịch trong tiếng Nhật, đó là cái âm đầu tiên và cái âm thứ hai ở trong tùng một từ thì nó không bao giờ có cùng một cái tông giọng. Một là sẽ là lên cao dần, hai là sẽ xuống thấp dần. Thì bây giờ với trường hợp số đếm thì sao? Với từ 10 cho đến 40 là nizu, sanju và yonju thì là cái âm đầu tiên cao, còn các âm còn lại thì nó sẽ xuống thấp dần. Còn ngược lại, từ 50 cho đến 80 thì nó sẽ là từ thấp cho lên cao, đó thành là goju, lokju, nanaju, hachiju. Còn 90 thì nó được khép lại bằng một cái đó là âm cao rồi xuống thấp thành kyuju. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thử đọc một cái câu ở trong cái phần trích dẫn này và có cái phần số đếm đấy thì chúng ta sẽ đọc như thế nào nhé. 京都市にある清水寺で 12日 今年の漢字の発表がありました。 223,000以上集まった中で 1000 が一番多くなりました。 京都市にある清水寺で 12日 今年の漢字の発表がありました。 223,000以上集まった中で1000が一番多くなりました。 Thì trong đời sống hàng ngày chúng ta sẽ phải đếm rất là nhiều từ, nhiều thứ như là số tiền rồi số lượng. Thì chúng mình cũng thử luyện và để ý áp dụng vào trong thực tế nhé. Jenny.